Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, 7 chỗ ngồi, dòng SUV 7 chỗ ngồi quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản 3.0. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 12 vạn km rồi quý bạn nhé. 12 vạn km là chuẩn. Chủ xe mới thay một dàn lốp, vừa mới thay một dàn lốp Michelin rất là mới, nhưng cái lốp xưa cua còn nguyên bản theo xe, chưa hạ tí nào quý bạn ạ. Chiếc xe này rất là đẹp, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Thì với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, và chúng tôi cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn luôn quý bạn nhé. Quý vị và các bạn có thể check bất cứ nơi đâu mà quý vị và các bạn mong muốn. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 468 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vâng, chỉ 468 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ Mitsubishi Pajero Sport phiên bản 3.0 số tự động, sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chạy 12 vạn km này rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản 3.0 sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
luôn.